Hôm nay Phương sẽ nói với các bạn về việc funding ở trong nghiên cứu là như thế nào. Thì Phương sẽ chia sẻ với các bạn về những gì Phương biết ở trong nghiên cứu ở Canada, là nơi mà Phương học Master và PhD. Cái nguyên tắc này cũng sẽ apply được cho nhiều nước khác, giống như là ở Mỹ hoặc ở châu Âu. Tất nhiên là cũng có nhiều biến thể nữa, và các bạn có thể chia sẻ ở một comment để mọi người cùng biết. Thì mình hy vọng cái clip này sẽ giúp cho các bạn hình dung được là tiền mà các giáo sư họ lấy được để cho nghiên cứu là ở đâu, và tiền học sinh mình được nhận từ giáo sư là ở đâu. Thì ở Canada đó có những cái tổ chức của chính phủ sẽ có những cái khoản quỹ dành cho nghiên cứu. Thì tùy vào cái ngành mình học sẽ có những cái quỹ của chính phủ khác nhau. Ví dụ như ngành mình học là về Human Genetics thì cái quỹ chính phủ, cái Federal Agency mà người ta xin tiền để nghiên cứu là CIHR, hay là còn gọi là Canadian Institute of Health Research. Thì đây là nơi mà mỗi một cái tổ chức mà mỗi năm họ sẽ có những cái đợt để cho giáo sư họ sẽ nộp để có thể xin được quỹ đầu tư vào cho nghiên cứu của họ. Thì ví dụ như cô mình thì đến những cái đợt như vậy thì cô sẽ viết những cái grant proposal. Ví dụ như là lần này cô sẽ nói tao có cái dự định làm cái project này trong vòng khoảng 4 năm, và một dự định của tao là về kiếm gen. Thì cô sẽ phải viết rất nhiều, phải là một cái proposal mà thể hiện được cái độ chi tiết và có cái sức thuyết phục đối để cho tổ chức họ có thể đầu tư. Thì cái khoản đầu tư mà cô có thể xin được thì tùy vào cái việc cô viết proposal đó lớn hay nhỏ, cái project đó là nhỏ là như thế nào. Họ có thể xin được mấy trăm ngàn, có thể 500 ngàn, có thể là 800 ngàn, có thể là 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu. Tùy vào cái quy mô mà giáo sư họ nộp. Thì cô có thể viết ví dụ như là cô dự tính làm, cô muốn làm cái việc kiếm gen này trong vòng 4 năm, và trong thời gian 4 năm này cô cần những cái equipment như thế này, cô cần cái nguồn nhân lực như thế này, thì cô sẽ cần ít nhất là một cái giáo học sinh PhD student để học trong vòng 4 năm, và cô dự tính là tiền lương trả cho đứa đó là từ khoảng 20.000 một năm. Thì cô sẽ propose là cô cần, vì đây là những thứ cô cần, như cần mục đích là để nghiên cứu cái này, thì cô cần khoản tiền là khoảng 500 ngàn, cô cần khoảng 1 triệu đô. Qua đó để các bạn có thể hình dung được là giáo sư thì họ sẽ nhận tiền lương của họ là từ university, nhưng mà tiền mà để cho cái nghiên cứu của họ, cái project của họ thì là do họ đi xin ở những cái tổ chức như thế này. Thì để họ, thì nếu mà họ xin được nhiều tiền thì họ sẽ có quỹ nhiều, họ sẽ sẵn sàng nhận được nhiều học sinh. Họ có, họ xin được quỹ ít thì họ sẽ nhận được ít học sinh. Và đó là lý do mà đôi khi có những cái trường hợp là họ nói chuyện với học sinh để họ interview, và cuối cùng họ nói là nếu mà mày muốn nhận họ, tao nhận nó thì tao sẽ không có trả tiền cho mày. Đó là bởi vì họ thấy funding của họ không đủ, hoặc là họ cảm thấy là họ muốn dùng cái số tiền họ đang có vào những cái mục đích khác chứ không phải trả tiền cho học sinh đó. Tiếp theo đó là ví dụ như một người học sinh như mình là international student thì sẽ được trả lương như thế nào, và cái phần học phí mà dành cho international student là do ai trả, mình trả hay là cô trả hay là một tổ chức nào đó trả. Cái này thì có thể không phải là chung cho nhiều trường khác nhau, nhưng riêng với cái ngành của mình thì mình học về department là Human Genetics của McGill University ở Montreal, Canada. Thì trong department của mình, một khi international student như mình được nhận học vào master hoặc PhD thì khoản tiền học phí chênh lệch giữa một local student và một international student sẽ do department trả. Rõ ra thì nghĩa là cô mình sẽ trả cho mình một khoản tiền cỡ khoảng 20.000 một năm. Thì trong 20.000 này, cái học phí mình phải trả chỉ là tương đương với lại local student thôi, thì khoảng từ 4.000 đến 5.000. Còn khoản còn lại là sẽ là dành cho mình, living expense của mình, chỉ là minimum living expense thôi. Ví dụ như là học international student phải trả gần khoảng 15 đến 20 ngàn tiền học phí một năm. Ví dụ như là 15 ngàn thì 5 ngàn mình đã trả tương đương với local student, thì department của mình sẽ chịu trách nhiệm trả khoảng phần còn lại là khoảng 10 ngàn. Cái đó là do department họ có quỹ và họ sẽ sẵn sàng chấp nhận trả cho những học sinh international student. Cho nên là mình nghĩ là cái đó thì tùy thuộc vào mỗi department khác nhau. Mình cũng biết một số department bạn mình học thì cũng có hình thức tương đương, nhưng cũng có nhiều nơi mình nghe nói là nó có những cái sự biến đổi khác nhau.
Ngoài ra, ngoài những khoản funding đó thì mình còn có thể kiếm được những cái nguồn funding như thế nào? Sau khi các bạn được nhận vô học Master và PhD thì thường thường các bạn sẽ có rất là nhiều thể loại apply cho cái fellowship. Thường thường ở Canada mình thấy không có phổ biến hình thức có học bổng trước rồi mới học Master hoặc PhD. Bởi vì thường thường những dạng mà có học bổng trước thường thường là do các bạn xin được ở cái nước khác, ở đâu thì họ cung cấp cái học bổng đó và kêu là mày có thể kiếm một cái lab khác ở nước Canada rồi mày xin thì tao sẽ cho mày tiền ăn học. Thì tất nhiên là cái giáo sư ở Canada họ sẽ sẵn sàng nhận thôi, bởi vì họ không phải trả tiền cho các bạn mà một cái nơi khác sẽ trả cho các bạn. Nhưng cái hình thức đó thường thường là do cái host country, là do cái đất nước khác họ 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 cho cái đó, chứ còn ở Canada thường không có dạng như vậy, nhất là đối với international student. Thì cái funding mà các bạn có thể kiếm được là chủ yếu là ở sau khi các bạn đã được nhận vô học master và PhD. Các bạn có nhiều loại fellowship và có những loại dành cho international student. Thường thường dành cho international student là internal fellowship, là bản thân cái trường đó có những cái loại fellowship, hoặc là có những loại fellowship của cái tỉnh bang gì đó. Khi đó thì các bạn sẽ cũng viết những cái application, nói là đây là tao sẽ làm những cái project như vậy, tao hy vọng là sẽ được nhận cái funding. Mình cũng phải kể chi tiết ra là tao dự tính là năm sau tao sẽ kiếm được cái gì, rồi cái việc tao kiếm này nó sẽ giúp ích được cho người ta như thế nào. Và tất nhiên là họ cũng sẽ dựa vào một số thứ khác để cho học bổng. Bên cạnh cái việc nội dung về project thì các bạn còn phải có được cái background tốt. Ví dụ như là trước đó các bạn cũng có rất là nhiều thành tích academic achievement, có nhiều học bổng hoặc là điểm GPA của các bạn trong hồi học bachelor tốt. Và họ sẽ đánh giá dựa vào cái đó cho điểm và sẽ quyết định là nhận các bạn hay không. Đó là một phần những cái lý do mà nếu khi giáo sư họ muốn nhận vô học sinh vô, họ cũng nhìn về cái bản thành tích, để thứ nhất là để chất lượng công việc họ cũng biết là người đó sẽ làm được, và thứ hai là thành tích đó sẽ giúp có lợi cho việc apply được những cái fellowship này. Thì ví dụ như khi mà mình apply được những cái fellowship như vậy thì cái tiền đó dành thường thường những loại học bổng của international student có thể là được từ có loại 10.000, có khi là 12.000. Thì tiền đó thật sự không phải là do các sẽ không phải cho hết cho các bạn. Tiền đó là mục đích họ cho để vào nghiên cứu. Thì giống như là khi các bạn nhận được cái fellowship đó, nghĩa là các bạn có thêm kiếm về cho project của mình khoảng được từ 10.000 đến 12.000, thì cô mình sẽ là người dùng được những khoản tiền đó để đầu tư, ví dụ như đầu tư cho mình được làm nhiều cái loại thí nghiệm này, mua được nhiều thứ về cho mình. Và cô cũng có thể quyết định là cho mình thêm một tí phần vào khoảng cái khoản stipend của mình. Thì đây là một cái hình thức funding khác do mình, học sinh mình tự kiếm về. Như vậy là mình đã nói với các bạn về một số hình thức funding ở trong nghiên cứu Canada. Lời khuyên của mình dành cho các bạn là trong thời gian học bachelor, nếu được các bạn cũng ráng kiếm được những loại học bổng khác nhau. Bởi vì như vậy sẽ làm giàu thành tích cho các bạn. Thì khi mà sau này vô được master, cái việc mà có được những cái thành tích trước đó rất là có lợi cho các bạn xin để xin được fellowship sau này. Nó sẽ giống như một cái chiều đi lên, là các bạn đã có được nhiều thành học bổng hồi học ở bachelor, thì khi các bạn apply cho master fellowship hoặc là PhD fellowship thì càng có khả năng được nhiều hơn, và các bạn lại càng có thể xây dựng được cho cái CV background của mình được nhiều thành tích, là đã kiếm được nhiều loại học bổng. Thì khi đó sau này các bạn apply vô học càng lên cao thì các bạn sẽ bản thành tích của các bạn sẽ có được nhiều lợi thế để gây ấn tượng với người khác. Như vậy là mình đã chia sẻ xong về chủ đề funding ở trong nghiên cứu. Hẹn gặp lại các bạn ở các chủ đề tiếp theo nhé.